Dạ em xin kính chào quý thân yêu của tiệm vàng Kim Thảo ạ. Trưa hôm nay em rất là vui nha, được đón lộc khủng của anh Dũng nha. Anh Dũng ở Hóc Môn. Anh đến ủng hộ tiệm là một cái dây ống rồng này quý khách ơi. Ống rồng là kim luôn móc máy luôn nha. Nói với ống móc máy này rất là sang luôn. Từng đường hoa nè, từng đường hoa văn nè rất là nổi bật luôn nè. Ở sắc nét chưa quý khách ơi, hàng em chuẩn hàng công ty 610 nha. Nước vàng đeo rất là sáng đẹp luôn nha quý khách nha. Dây này là form dây là 6 tấc 6. Đó, trọng lượng của nó là 23 lượng nha quý khách ạ. À. Rất là sang luôn. Ống rồng, rồng là tượng trưng cho sự thịnh vượng nè, phát tài, phát lộc nha quý khách ha. Và cái dây này là dây khóa hộp luôn nha. Đó, cái khóa hộp là rất là chắc chắn luôn, hai bên khóa dự phòng nữa. Xuất sắc chưa? Đó. Em cũng chúc anh Dũng sau khi rinh những sản phẩm của Kim Bình Thảo về này, công việc làm ăn phát tài phát lộc, để tàu kiếm được nhiều tiền nha, ủng hộ tiệm vàng Kim Thảo em nữa nha. Em đeo cho anh Dũng luôn nha. Ok. Quá sang luôn quý khách ơi, xuất sắc chưa? Rồi anh Dũng đồ con đeo rất là hợp luôn, đẹp lắm. Hàng đúc đặc luôn nha, đẹp lắm anh. Đây. Vừa vặn luôn. Okay. Quá đẹp. Đây anh còn ủng hộ thêm cho em là một cái lắc khoen lật hàng đúc đặc kẹo luôn nha quý khách nha. Xuất sắc chưa? Rất là sang luôn. Form lắc này là dài 2 tấc 25, trọng lượng là khoảng 1 lượng 4 nha. Đó, đặc biệt hơn nữa là cái khóa nè, chỗ nữ khách nè. Cái khóa này khóa thêm một cái con rồng nổi nữa. Rất là đẹp luôn ha. Khóa hộp. Khóa hộp hai bên, khóa dự phòng nữa cũng chắc chắn như cộng dây của anh mới vừa mới tạo xong luôn đó. Em đeo cho anh Dũng luôn. Vừa form tay nữa chưa? Đó đẹp. Đó, em khoe thêm lọc của anh Dũng nè. Trước anh có sắm cho tiệm vàng của em là 3 cái nhẫn nữa. Bây giờ anh quay lại thì em vệ sinh sạch sẽ cho anh luôn nha. Nếu mà vệ sinh không em không tính phí. Còn nếu mà đánh bóng làm mới như mới mua luôn thì tính phí nhẹ nhàng thôi nha. Đây anh Dũng đeo luôn. Tổng cái dây và cái lắc anh tậu ngày hôm nay là 2 tỷ 107 triệu. Anh Dũng có cảm nghĩ gì về tiệm vàng của em? Tiệm vàng Kim Đình Thảo đây nhân viên rồi tư vấn rất nhiệt tình như cả nhà, tất cả kiểu ha. Thí dụ mà có vàng mà đổi qua là không được, không có bị mất phí luôn, không có bù tiền nha. Thường tiệm vàng khác đổi ngang, còn thường tiệm vàng khác là bù là khoảng 100-120k rồi này kia. Đó, còn có em đổi sương sương mấy chục cây là không có bù luôn nha cả nhà, đỡ mất được mấy chục củ đó nha. Rồi tiệm vàng nói chung là lên mạng là nói chung là biết cũng uy tín, rất là ok. Vàng đẹp, nhân viên nhiệt tình. Rồi trở lại việc chính của em Dũng Xì Bo. Anh em mình có chơi xe Xì Bo, dây dép, SH vào xe tầm 200, 300, 400, 500 củ thì liên hệ Dũng Xì Bo. Còn chơi xe mà mấy chục củ, 100 củ là em không mua, không bán, khỏi điện, khỏi mất thời gian. Trăm mấy chục củ em không có luôn, tầm phải 200 củ bự mới có xe nha cái nhà. Xe hải quan chính ngạch sang tên rút nhập Trung Quốc nha. Ok, cảm ơn cái nhà mình. Cảm ơn anh Dũng đã yêu thương mình. Đó giờ mới thấy này con để xin vía. Đó giờ mới thấy này con trời. Ghé ủng hộ tiệm. Dạ, bên cạnh những sản phẩm nha. Bên cạnh những sản phẩm đẹp độc lạ của tiệm vàng Kim Đình Thảo em thì tiệm em còn có những chương trình là khuyến mại cho khách hàng với tiền công là giảm 30% tiền công và những quà tặng như thế này, nón bảo hiểm đóng mộc Kim Hình Thảo và những ly sứ cao cấp luôn nha. Ngoài ra với hóa đơn trên 3 triệu là khách hàng sẽ được tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng hàng tuần là 5 phân vàng 4 số và giải thưởng tháng là giải đặc biệt 1 lượng vàng 4 số 9. Anh Dũng lựa tới 2 tỷ 107 triệu nè. Quý khách nè. 700 tờ phiếu. Trời ơi, 700 tờ phiếu à. Chiều nay em mà trúng 20 tay nè, em mà trúng là em giàu luôn nha cả nhà. Trời ơi. Đó. Quý khách ơi, tiệm vàng em là địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mấy anh chị nào yêu thích những sản phẩm đẹp độc lạ của Kim Thảo nhớ ghé Kim Thảo em ủng hộ tiệm vàng nha mấy anh chị ơi. Và ủng hộ anh Dũng Sushi Bo. Bánh xe nha. Sushi Bo dây dép SH. Dạ dạ. Ok. Dạ cảm ơn quý khách nhiều ạ. Cảm ơn anh Dũng đã yêu thương và cái ủng hộ tiệm. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Loan. Qua lựa 3 mẫu lắc nha, quá đẹp luôn. Đây là mẫu lắc khoen lật kết tấm nha. Hai bên là viền móc máy, ở giữa là kết tấm đều. Đây, lắc này là 7 chỉ rưỡi ha. Một cái lắc này màu đúc luôn. Xi 2 màu và một lắc cỡ 4 lá viền đen. Quá đẹp luôn á, mẫu này không ngừng hết bên em luôn. Tổng 3 cái lắc này của chị là 56 triệu 500 rưỡi nha. Vàng công ty 610, nước vàng bên em rất là đẹp quý khách nha. Em mới về lại lô dòng bảng luôn. Em có thường đi 52, 54, 56, 58 luôn.
quá đẹp luôn á. Thời đó em để hộp cho chị Loan nha, cảm ơn chị Loan nhiều ạ. Em xin kính chào khách tiệm nhà Kim Bình Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Lệ. Chị qua lựa một cái lắc quá chất lượng của khách nè. Đây là mẫu lắc khoan lật đúc đặc nha. Đây bản này là có 2 phân, trọng lượng cái lắc này là 4,5 lượng, 4,9 lượng ha. Quá sang đẹp luôn. Đây là mũi cắt này rất là sang nha, độ dày cắt lắm luôn. Chị giá cái lắc này của chị là gần 180 triệu của khách ha. Mẫu lắc này là em về đủ trọng lượng luôn, từ mấy triệu tới mấy lượng luôn ha, mười mấy lượng em cũng có luôn. Rồi cái này em để hộp chị Lệ nha, cảm ơn chị Lệ nhiều ạ. Nha Kim Bình Thảo ạ, trưa nay là em đón tiếp anh Hoàng. Anh qua lựa một mẫu dây nha, đây là mẫu dây Hồng Kông ống chạm rồng nha, đây là vàng nữ trang 980, sợi dây này của anh là một lượng hơn ha, thêm có mặt chữ phước hào quang 7 màu rất là đẹp luôn, mặt này là 5 chỉ 7,5 phân, chị giá sợi dây này của anh là 96.179.000 rất là đẹp luôn, đẹp cực sức nha, đem về rất là nhiều mẫu mã để phục vụ cho mấy anh nam luôn nha, rồi cái này để học cho anh Hoàng ha, cảm ơn Hoàng nhiều. Chào các chị Giang Kim Bình Thảo ạ, tối nay là em đón tiếp chị Linh. Chị Linh qua lựa một sợi dây kim cương full hộp quá đẹp quá khách ạ. Đây, sợi dây này là 8.1 ha. Đây, rất là sáng đẹp luôn. Mẫu cực kỳ sang. Chị còn lựa thêm một set bộ nha. Set bộ logo huyền đen. Đây, mẫu lắc nè. Dây liền mặt. Dây liền mặt mà chị. Đây là dạng dây kiểu khách nha, dây bi. Dây chỉ công khách bi ha, và có mặt thương hiệu nữa. Tổng bộ này của chị Linh là một lượng mốt 6,3 ha. Chị giá là 48.270.000. Rất là đẹp luôn, dạng công ty 610 của khách nha. Mẫu này là em về đủ màu luôn, xanh lá, đỏ, màu sà kỳ luôn. Rồi cái này em để hộ cho chị Linh nha, cảm ơn chị Linh nhiều ạ. Dạ em xin kính chào các tiệm nhà Kim Bình Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp anh Sơn. Anh Sơn qua lựa hai mẫu nhẫn nam nha. Đây mẫu nhẫn nam hộp trắng full hộp luôn. Rất là sang ha, dạng giáp tầng nha. Hộp chủ là sàn nhân tạo đeo rất là sáng. Trọng lượng cái nhẫn này là 2.56, giá là tầm 10.700.000 quý khách ha. Thêm một mẫu nhẫn đá đỏ, đá ruby đây. Hai bên đai là chạm rồng. Nhẫn này là 3.2, tầm 15 triệu quý khách ha. Bên trong là giác lòng luôn, đeo rất là êm tay ha. Rồi cái này em để hộp cho anh nha, cảm ơn Sơn nhiều. Em xin kính chào các chị nhà Kim Bình Thảo ạ. Sáng nay là em đón lọc của chị Dung Ngô nha. Đây chị lựa cái dòng quá đẹp luôn, dòng 69 hàng bi ha. Đây là dòng mẫu vàng bi bụng nha, ở giữa là nó làm điểm nhấn nè, nổi lên. Trọng lượng cái dòng này của chị là gần 2 lượng với khách ha. Neo chị nè. Quá sang đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Chị giá dòng này của chị là 75.630.000 ha. Rồi em gửi chị, cảm ơn chị Dung Ngô nhiều ạ. Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Đảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Dương. Chị qua lựa một mẫu dòng kim tiền nha. Kim tiền dạng lộng bi với khách ha. Mất máy rất là sáng đẹp luôn. Con dòng này là 5.2 phân 2. Đeo cho chị luôn nha. Dạ mình đem mình đeo quá. Sau này mình mất đổi mẫu là về đổi ngang bù tiền công nha. Có người kinh lịch nha. Nói chờ xinh luôn. Cái dòng này của chị là 21 triệu. Dạ em xin kính chào các tiệm Giang Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp anh Giang. Anh qua lựa một mẫu lắc nha. Đây là mẫu lắc khoan lật đúc, móc máy rất là sáng đẹp quý khách nè. Lắc này là trọng lượng là 1,5 lượng, 7,5 phân ha. Quá đẹp luôn, trị giá là gần 62 triệu. Móc máy mũi xoàn rất là sáng. Em đeo cho anh luôn ha. Này, phá rất là chắc luôn. Em gửi anh hóa đơn, mình giữ hóa đơn nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ em xin kính chào khách tiệm nhà Kim Bình Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Như. Chị qua lựa một mẫu dòng nha. Đây là dòng móc máy kim cương, ống lớn ha. Phân dòng này là 6.1. Có khóa luôn. Chị giá dòng này là 36.631.000. Về nữ trang 980. Chị Như còn lựa thêm một đôi hoa tai mẫu bông bật nha. Viền cấp T-Baguette ha. Bông này là 7,8. Là gần 3.5 triệu khách nha. Có đeo bông, đeo bông. Em đeo cho. Chị Như gần hay không? Để em ở bên quận 12. Quận 12. Quá trời sang luôn, em gửi người đẹp hóa đơn nha. Tổng bộ này của mình. Cảm ơn chị. Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Thanh. Đây, chị Thanh lựa một cái mẫu dòng nha. Đây là vàng 18 xi trắng này quý khách nha. Bên em là xi nước Ý luôn. Đá tô ba xanh, giác đá rất là sáng đẹp luôn á. Phân dòng này là 5 chỉ hơn, trị giá là 20.777.000. Quá đẹp luôn, dạng đai lưới nha.
Cái này em để hộp cho chị Thanh ha. Cảm ơn chị Thanh nhiều. Dạ em xin kính chào các tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp anh Hiệp. Anh qua lựa một mẫu lắc nha, vàng công ty 610 của khách nha. Lắc hàng đào ba thẻ rồng nè, rất là đẹp luôn. Form lắc này của anh là một lượng 6/7, trị giá là gần 65 triệu của khách nha. Quá sang luôn, em xin phép đeo cho anh nha. Quá đẹp luôn á. Rồi cái này em gửi anh Hiệp hóa đơn, cảm ơn Hiệp nhiều ạ. Dạ. Dạ em xin kính chào các tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Thanh, chị qua lựa một mẫu lắc khoan lực nha. Đây là mẫu lắc khoan lực, form lắc này là một chỉ hai, thêm một lắc bảy cá nữa. Quá đẹp luôn, móc máy cực kỳ sáng luôn á. Chị giá hai cái lắc này của chị là 10.400.000 ha, một chiếc như vậy là tầm cỡ 5.000-5.500.000 của khách nha, tùy đi tay khách hàng. Em về đủ cỡ tay đủ đi luôn. Rồi cái này em để hộp cho chị nha, cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào các tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Trinh. Chị qua lựa hai bộ xi men nha. Đây là mẫu bản 4 ly, móc máy rất là sáng đẹp luôn. Hai bộ này của chị là một lượng 6/7 ha, trị giá là 41.400.000. Quá đẹp luôn á. Rồi em cảm ơn chị Trinh nhiều ạ. Chị Trinh giữ hóa đơn giùm em nha. Cảm ơn chị ạ. Dạ em xin kính chào các tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Dung. Chị qua lựa một mẫu dòng cẩm thạch nha. Đây dòng cẩm thạch màu đỏ, màu quý trọng với khách nha, bọc hai khúc vàng trơn đó. Đơn giản mà rất là đẹp luôn. Dòng này là em về đủ ly và đủ màu luôn nha. Em có màu ngũ sắc nè, màu đỏ, màu xanh, rất là đẹp luôn. Này dòng này của chị là 8 phân hơn ha. Cái này em để hộp cho chị Dung nha. Cảm ơn chị Dung nhiều ạ.